Kinh văn, người con nghèo nhìn thấy cha tới hối vì đã đi tới đây. Tán rằng dưới đây là thuyết minh về việc con bỏ chạy có ba ý. Một, hối là đã đến. Hai, nảy ra ý nghĩ, khởi niệm. Ba, chạy vội. Đây là phần đầu. Thấy kiến ở đây có nghĩa là tỉ tri, do so sánh mà biết, chứ chẳng phải là mắt nhìn thấy, cũng chẳng phải là dùng trí tuệ mà chứng được trí chứng. Đó là do văn, nghe, tư, nghĩ mà tỉ tri vậy. Thập lực vô úy đó gọi là đại lực thế. Hoặc nhờ mắt mà thấy được đại thần thông của Phật thì gọi là thấy lực thế, kiến lực thế. Chẳng phải là bản thân có thể tu được, chẳng phải là bản thân có thể chứng được. Cho nên trong lòng sợ sệt, đầy thấy tướng hóa thân tịnh độ do được khuyên nên làm Phật, tự nghĩ chẳng thể làm được, chỉ cầu là sẽ chứng được, cho nên gọi là hối vì đã tới nơi đây. Kinh văn, trộm nghĩ như vậy, tới ép bắt ta làm. Tán rằng đây là nói về người con khởi niệm. Vương dụ cho pháp thân, vương đẳng dụ cho báo thân, đẳng có nghĩa là tương tự, tựa như, hoặc là vương chỉ vua pháp, pháp vương. Vương đẳng ví như vua thế gian, chẳng phải là chỗ mà ta tinh tiến cần cù có thể chứng được. Đó gọi là chẳng phải là chỗ mà sức lực làm thuê làm mướn có thể kiếm được của cải. Chẳng bằng ta qua đến xóm nghèo, có chỗ cho ta ra sức để dễ kiếm áo cơm. Bất như vãng trí bẩn lý tứ, lực hữu địa y thực dị đắc. Ý nói chẳng bằng hướng về nhị thừa. Thân tâm cần cù thì tha hồ, có nơi y chỉ để phúc tuệ nảy sinh. Xóm nghèo chỉ nhị thừa, có đất hữu địa, có chỗ y chỉ để đạo này nở. Chữ đọc là tứ, nghĩa như các chữ thân, chữ trần, có nghĩa là tỏ rõ phô bày. Ở đây có nghĩa là phô bày sức lực phục dịch, được tự mình buông tuồng mặc sức. Áo cơm dễ kiếm, chỉ cho phúc tuệ có thể kiếm được. Nếu như ta đứng lâu ở đây, ngộ nhỡ họ ép bắt sai ta làm. Ý nói nếu ở lâu trong đại thừa, ngộ nhỡ Phật ép buộc khuyên ta tu tác, đó chẳng phải là điều mà ta ưa thích. Đây là ý nghĩ này sinh ra trước khi chưa thối lui khỏi đại thừa. Chữ ở đây đọc là cưỡng, có nghĩa là ép buộc. Kinh văn, nghĩ như vậy rồi bèn chạy vội đi. Tán rằng đây là nói về việc chạy vội, tự xét thấy bản thân chẳng thể tu hành hạnh đại thừa, vội vàng chùn nhột tấp đại thừa, định cầu trốn tu tác, đó gọi là chạy vội đi. Lúc này vẫn chưa trụ trong nhị thừa. Kinh văn, bấy giờ vị trưởng giả giàu có tới, trong tâm rất đỗi vui mừng. Tán rằng dưới đây là đoạn thứ ba người cha vội sai bắt lấy, có ba ý. Một, thấy con thì vui mừng. Hai, nghĩ tới chúng sinh niệm sinh. Ba, ra lệnh bắt lấy. Đây là ý thứ nhất, biết đại thừa, tính gần gũi chúng sinh. Căn cơ đã chín cho nên nhìn thấy chúng sinh thì hoan hỉ. Kinh văn, liền nghĩ như vậy, tới vẫn còn tham tiếc. Tán rằng đây là mục nghĩ tới chúng sinh, niệm sinh, mà bỗng tự đến, chứng tỏ là căn cơ của nó đã chín muồi, rất hợp với tâm nguyện của ta. Ta tuy đã già nua, chỉ việc thành đạo đã lâu, vẫn còn tham tiếc. Chứng tỏ tâm đại bi của Phật rất sâu, yêu con tình quyến luyến. Vì với đại bi sâu nặng cho nên nói là tham tiếc. Kinh văn, liền sai người bên cạnh tới chạy vội đi bắt. Tán rằng đây là mục ra lệnh bắt lấy, có hai ý, một đuổi, hai bắt. Lý vốn đoạn tuyệt với lời, dùng lời mà thể hiện lý thì đó chẳng gọi là chính lý. Giáo ví với người bên cạnh bảng nhân, đó là nhất thừa giáo. Hạnh đáng tu, đó gọi là chính chủ. Giáo tạo khai ngộ cho nên gọi là người bên cạnh bảng nhân. Bi tâm vội khởi lên gọi là đuổi gấp, khiến nhập đại thừa, tùy thuận những điều đã tuyển tập luyện trước kia, đó gọi là đem về. Vì lòng xót thương muốn giáo hóa nhanh cho nên nói là sứ già chạy nhanh đi bắt. Kinh văn, người con nghèo kinh ngạc tới, vì sao mà bị bắt? Tán rằng dưới là đoạn 4 nói về việc người con liền lo sợ, có 3 ý. 1. Người con kinh ngạc. 2. Sứ giả càng đuổi gấp. 3. Người con chết ngất. Đây là ý đầu. Tâm chẳng ưa thích tu hành đại thừa gọi là kinh ngạc. Chữ đọc là ngạc cũng có nghĩa như kinh. Tâm khẩu chẳng phục, chẳng muốn tu hành đại thừa, xin được thoái lui. Đó ví với việc người con nghèo oán thán la lối,
Ta thật tình chẳng muốn đại thừa, đó gọi là chẳng xúc phạm gì. Tự dưng vô cớ hức cưỡng ép bắt ta phải thụ học đại thừa, đó gọi là vì sao mà bị bắt. Kinh văn, sứ giả càng đuổi bắt gấp, cưỡng bức lôi kéo đem về. Tán rằng đây là một sứ giả càng đuổi gấp, do bi tâm tha thiết nên giáo hóa càng bức thiết. Ép buộc khiến phải tu học, đó gọi là cưỡng ép, lôi kéo đem về. Dùng làm cá nhân để thời nay nhập đại thừa, bởi vậy phải cưỡng bức. Chẳng phải là lúc bấy giờ Phật chẳng biết căn khí mà cứ ép buộc lôi về. Kinh văn, bấy giờ người con nghèo tới chết ngất ngã lăn ra đất. Tán rằng đây là một người con chết ngất, thực tình chẳng thích đại thừa, không gây tổn thương xúc phạm gì. Đó gọi là tự nghĩ là mình không có tội, chẳng cho ta học tiểu thừa, trái lại bắt buộc ta học đại thừa, đó gọi là bị tù hãm bắt bớ. Bồ Tát khổ hạnh thật khó để tu hành, vượt quá sức mình, sợ làm khổ mình, đó gọi là nhất định bị chết. Tâm càng chẳng thích, gọi là càng thêm sợ hãi. Tâm nàng chẳng học thoái nhập sinh tử, đó ví với chết ngất ngã lăn ra đất, vì đất là chốn sinh tử. Chữ đọc là tịch có nghĩa là xoa trơn, nay đã ngã lăn ra đất, thì lẽ ra phải dùng chữ tịch. Cũng có chỗ chép thành nghĩa là tà tịch, gian tà, không đúng với nghĩa ở đây. Kinh văn, cha xa xa nhìn thấy vậy, tới đừng nói với nó nữa. Tán rằng dưới là đoạn thứ 5 nói về dụ giáo hóa bằng nhị thừa, có 6 ý. 1. Giáo hóa khiến phát tâm quyền thừa. 2. Từ người con nghèo vui mừng trở xuống, người đó nảy ra ý thích tiểu thừa. 3. Từ bấy giờ trưởng giả định sẽ dẫn dụ trở xuống, khiến tu giải thoát phần. 4. Từ bấy giờ người nghèo liền lấy tiền công trước trở xuống, con bèn y theo mà thực hành. 5. Từ người cha nhìn thấy con thì xót thương và trách nó trở xuống, khuyên nhập thiện căn. 6. Từ tức thì trưởng giả lại cho làm trở xuống, bèn thành thánh vị. Văn phần đầu có hai mục, đầu là bảo thả ra, sau là người đi bắt thả ra. Mục bảo thả ra có hai ý, đầu tiên nói rõ dừng việc giáo hóa bằng đại thừa để khiến phát tâm quyền thừa, sau đó là giải thích về lý do, đây là ý đầu. Con đi, con ở đằng xa, cho nên gọi là cha xa xa nhìn thấy, vì trước đã nói là xa xa nhìn thấy cha. Hãy dừng giáo hóa đại thừa, tạm thời tỏ ý chớ có truyền thụ, cho nên nói là chẳng cần. Chớ có truyền thụ đại thừa một cách cưỡng ép, bắt phải tu hành đại thừa, đó gọi là đừng có cưỡng ép nó đến. Dùng phương tiện thiện xảo quyền nghi của nhị thừa như giáo hóa bằng tam quy ngũ giới để gia bị cho tâm nó, ví như lấy nước lạnh mà vã vào mặt, tạm thời khiến hối bị diệt, chế phục, hoặc nhập, hoặc thập truyền, tạm dẹp, nỗi khổ, bát nạn. Được sinh nhân thiên dần dần hơi chán cảnh khổ, khôi phục được thứ vốn ưa thích trước kia là Phật thừa, đó gọi là được tỉnh ngộ. Dừng việc truyền thụ đại thừa, đó là đừng ai nói chuyện với nó nữa. Chữ tỉnh có nghĩa là khỏi say rượu. Lúc này tựa tỉnh có nghĩa là nhập thánh chân ngộ. Kinh văn, sở dĩ như vậy là vì sao? Tới rằng đó là con ta. Tán rằng đây là phần giải thích dụng ý của việc ra lệnh thả ra. Biết tính thanh văn, xa sinh gần thục. Đó gọi là biết ý kém hèn, đức của tự thân Phật rất lớn, có thể gây thành sự choáng ngợp của chúng sinh, nên gọi là coi, con coi là khó khăn. Hào có nghĩa là mạnh mẽ. Sách Hoài Nam Tử nói rằng mưu trí hơn hẳn muôn người thì gọi là hào. Cũng viết là chữ nếu đọc là nạn thì có nghĩa là hoạn nạn, bệnh tật. Biết có chủng tính đại thừa, đó gọi là biết rõ con kham nổi việc kế vị. Dùng cách kín đáo để giáo hóa dần dần, đó gọi là phương tiện. Chưa bảo đại chúng rằng trước đây giáo hóa của ta đã có nhân đại thừa, nói rằng đó là con ta đấy. Kinh văn, người được sai nói với nó tới tùy ý muốn đi đâu thì đi. Tán rằng đây là mục nói về người được sai thả nói ra, dừng việc truyền thụ bằng đại thừa cho tùy ý học nhị thừa, đó gọi là tùy ý muốn đi đâu thì đi. Kinh văn, người con nghèo vui mừng tới để kiếm áo cơm. Tán rằng đây là dụ thứ hai nói về kẻ ấy nảy ra ý thích tiểu thừa và thích hợp với cơ nghi của nó, cho nên nó vui mừng mới phát tâm tiểu thừa, cho nên được gọi là được pháp chưa từng có.
Từ trong vòng sinh tử phát tâm Bồ Đề theo nhị thừa, đó gọi là từ dưới đất mà đứng lên, đi tới xóm nghèo để kiếm áo cơm. Nhị thừa công đức ít nên ví với xóm nghèo. Định học pháp vô lậu, đó gọi là kiếm áo cơm. Kinh văn, bây giờ trưởng giả tới người không có uy đức, tán rằng đây là đoạn thứ ba nói về khiến tu giải thoát phần, vì thuyết về ngũ đình tâm, niệm xứ quán, vân vân. Đoạn này có hai ý, đầu tiên là bí mật sai hai người, sau đó là hai người y theo lời dạy bảo. Trong phần đầu có ba ý, một sai hai người, hai bảo chuyển lời, ba dự định nếu hỏi sẽ đáp, đây là ý đầu. Thực thừa không có hai thể, nhưng tạm đặt ra giáo hóa bằng nhị thừa, cho nên nói là bí mật sai khiến. Giáo phương tiện chỉ hóa nhị thừa, cho nên nói là hai người, trí tuệ hẹp kém gọi là sắc tiểu tụy, thần thông chẳng lớn gọi là không có uy đức. Hoặc là giáo phiến diện nên sắc tiểu tụy, lý thiếu sót nên không uy đức, hoặc tự đức khuyết mà gọi là tụy, tha lợi ít thì không uy. Đó đều là tình hình sau khi phát tâm tiểu thừa, mới bắt đầu tu hành theo giáo hạnh nhị thừa. Hai chữ tiểu tụy, sách Quảng Nhã viết là, các sách Thiết Vận, Tam Thương viết là, và giải thích là âu sầu bệnh hoạn. Sách Ngọc Thiên viết là, và giải thích là lo âu thương tổn. Kinh văn, người hãy đến đó, tới sau sẽ khiến làm, tán rằng đây là mục sai chuyển lời, sai người bảo cho nó biết gọi là gây hãy đến đó, vì là phương tiện giáo hóa dần dần, cho nên nói là từ tốn nói với nó. Học địa nhị thừa, đó gọi là chỗ làm, tác xứ. Pháp vô lậu hơn hẳn các điều thiện của nhân thiên trong sơ giáo, đó gọi là cho hắn giá gấp bội, hắn sẽ tọa nguyện mà tu học, khuyên đến tu học, đó gọi là khiến làm. Kinh văn, nếu nói muốn gì tới cũng cùng làm chung với ngươi, tán rằng đây là mục dự định các câu hỏi và các giải đáp. Nếu hắn có hỏi muốn sai làm gì, tức là dụ cho tu hành pháp gì, thì đáp là dọn phân, đó là ví với việc đoạn trừ phiền não vậy. Tu hành đại thừa giống như chế tác bảo khí, học tiểu thừa giống như việc dọn phân, chẳng những hạnh có thể đoạn được hoặc, mà giáo cũng giúp cho việc đoạn đó phải mượn uy thế, cho nên nói là cùng làm. Kinh văn, bây giờ hai người được sai đó, tới trình bày đủ sự việc nói trên, tán rằng hai người y theo lời dạy bảo, vì giáo sát hợp với căn cơ, giống như tìm kiếm đứa con nghèo, coi pháp là khí, khiến hắn được nghe, được biết, cho nên nói là tìm được nó. Kể về việc đoạn trừ phiền não, đó gọi là trình bày sự việc nói trên. Kinh văn, bấy giờ người con nghèo tới tìm dọn phân, tán rằng đây là đoạn thứ tư nói về người con cuối cùng đã làm theo. Trước hỏi lấy giá tiền công, sơ phát, nhị thừa bồ đề tâm, học văn tư tuệ, đây là chân thắng đức, nên gọi là hỏi lấy giá tiền công, sau đó mới bắt đầu thực hiện các pháp, quán ngũ đình tâm, niệm xứ, vân vân, dần dần chinh phục phiền não, đó gọi là tìm dọn phân. Giữ là giúp cho, làm cho, thuận áp dụng lời Phật, cho nên gọi là tìm giúp cho, tầm giữ. Kinh văn, cha nhìn thấy con thì thương và trách nó, tán rằng dưới là đoạn thứ 5, nói về ý khuyên nhập thiện căn có 3 phần, 1. Tâm thương, 2. Thân gần, 3. Cùng trò chuyện. Đây là phần đầu, xót thương vì thấy con không có tướng hào phúc tuệ, trách con vì không có tâm cầu đại thừa. Kinh văn, lại vào ngày khác, tới ô uế chẳng thanh tịnh, tán rằng dưới đây là mục đích thân cận gần gũi, có 2 ý. 1. Nhìn thấy con, 2. Đích thân giống như con, đây là ý đầu. Từ dọn phân trở về trước là viễn thế hóa, giải thoát phần mãn vị. Từ nhìn thấy con thương xót trở về sau gọi là cận thế hóa, đặt ra cách giáo hóa khiến nhập tứ thiện căn vị, khác với giải thoát phần trước kia, nên gọi là ngày khác. Huống hồ đây lại là nhiều kiếp tu hành, phần vị đã khác, cho nên đặc biệt nói về thời gian. Biết căn chưa chín, ngầm thi hành cách giáo hóa bí mật, hơn nữa chẳng dùng đại thừa để giáo hóa, chỉ giáo hóa bằng nhị thừa sinh không, cho nên nói là ở trong song cửa, vì chẳng chính thị, cửa giả dũ có tính chất hướng đạo. Lúc sắp thành đạo mới hướng về lộc viên mà thấy nhau, đây vẫn chưa phải là nay thấy, cho nên gọi là xa xa nhìn thấy, hoặc do kẻ ấy còn xa thánh vị, cho nên cũng gọi là xa xa nhìn thấy.
chưa được thắng phúc cho nên gọi là gầy yếu. Chữ lui có nghĩa là yếu, chẳng được thắng trí cho nên gọi là tiểu tụy, phiền não gọi là đất phân, ác nghiệp gọi là bụi bặm. Chữ đọc là phần, chỉ bụi bặm, bẩn thỉu, bụi đất gọi là phân, khổ quả đó gọi là ô uế. Của cả ba loại này thì gọi là bất tịnh, chẳng thanh tịnh, chẳng sạch. Kinh văn, liền cởi chuỗi ngọc tới dụng cụ dọn phân, tán rằng đây là mục nói về bản thân thị hiện thành giống như con, thân đồng hóa thân Phật, có đầy đủ mọi đức, tướng hào viên minh, ở trong cõi thanh tịnh, tịnh độ, con nhìn thấy hoảng sợ bỏ chạy, nay Phật thị hiện thành thân trần tục dơ dáy ở trong cõi u uế, hóa tướng ẩn giấu đi giống như cởi chuỗi ngọc, là thứ dùng để trang sức cho thân thể ra, cũng giống như Phật dùng thần lực ẩn thân, thường quang chỉ phóng một tầm. Chẳng phải là Phật thắng thân tướng hào chỉ là như vậy, đó gọi là cởi bỏ thượng phục. Tướng cùng là hữu lậu giống nhau, đó gọi là mặc quần áo dơ dáy xấu xí, thị hiện là có phiền não ác nghiệp, đó gọi là thân bụi bặm bẩn thỉu. Trước tiên thuyết về quyền giáo, đó gọi là tay phải, vì tay này sử dụng trước dụng cụ dọn phân, chỉ nhân hành nhị thừa để chết phục phiền não. Dùng giáo để giải thích rõ nghĩa lý cũng giống như dùng tay mà cầm. Phật tự thị hiện là cùng thực hành việc đoạn trừ phiền não cho nên thuyết quyền giáo. Kinh văn, hình dáng có vẻ e sợ, tới được gần con mình, tán rằng dưới là mục cùng trò chuyện, có hai phần. Đầu tiên là trò chuyện chung chung để khuyến khích, sau đó là trò chuyện riêng để giáo hóa chỉ bảo, đây là phần đầu. Thị hiện sợ các nỗi khổ tử bi tiếp dẫn, đó gọi là hình dáng có vẻ e sợ. Thị hiện dạy bảo khuyến khích, động viên, khuyên thực hành tinh tiến, đó gọi là bảo phải siêng làm. Đó chính là do đời đời theo sự giáo hóa của Phật, cho nên mới được gần con. Kinh văn, sau lại bảo rằng tới sẽ tăng tiền công cho ngươi, tán rằng dưới là một trò chuyện riêng để dạy dỗ chỉ bảo có ba ý. Một, chẳng để cho đi lung tung, nay đông mai tây. Hai, cần gì cho ngay. Ba, giả xưng cha con, đây là ý đầu. Chữ đọc là đốt, sách thuyên văn. Sách thuyết văn giải thích là bảo nhau, tự thư giải thích là nhà ra, nay lấy nghĩa là bảo nhau. Chớ có lùi bước xa vào vòng sinh tử, luân hồi, tu pháp ngoại đạo, đó gọi là chớ đi nơi khác. Thêm tiền công cho ngươi có nghĩa là cho ngươi tu tứ thiện căn tuệ, tăng tiến thêm so với phần vị trước là văn tư tuệ. Kinh văn, mọi thứ cần thiết tới để tự an tâm, tán rằng đây là mục cần gì cho nấy. Chậu thùng chỉ thiền định, gạo mì chỉ giải thoát, thắng xứ tứ vô lượng vân vân là các công đức do định mà có. Các phần vị này cũng là học phần tu tập. Muối giấm là chỉ hai trí do tu tập mà đạt được sau cái cơ bản sinh không. Hữu lậu giống như muối mặn mơ chua, điều hòa các vị. Các trí này cũng thế, cũng điều hòa công đức. Hãy quyết ý vui vẻ mà đi tới, đó gọi là chớ có sinh ra ngại ngùng. Người tớ già yếu chỉ ngũ thông, tứ thần túc của nhị thừa vì tác dụng yếu, nên gọi là già nua, lão tệ. Đem các thứ ấy cho các ngươi hãy riêng học để tự an tâm. Đây là nói về những hạng lợi căn đắc quả vượt bậc, hoặc tuần tự đắc quả. Chậu thùng bồn khí dụ cho sơ vị trí định, tức sơ định chưa đạt tới mức cao nhất của thiền định. Gạo mì dụ cho các pháp quán về tứ đế, ngũ căn, ngũ lực, vân vân. Muối giấm chỉ các hành tướng về sinh không, vô ngã, vân vân. Người tớ già yếu, lão tệ sử nhân, chỉ các pháp được tu tập trong giải thoát phần vị như tứ thần túc, vân vân. Kinh văn, ta như cha ngươi, tới như con đẻ vậy. Tán rằng đây là mục giả xưng cha con, đầu tiên nêu vấn đề, sau đó là giải thích. Ta đạo đã mã nên gọi là già, người đạo còn non nên gọi là trẻ. Tình cha con đã thắm thiết thì ý quyến luyến càng sâu. Đã nói là như cha con thì còn lo gì khốn khổ thiếu thốn nữa, cũng chẳng tự khinh mình mà nên một mực cầu yếu lĩnh xuất ly, đó gọi là không tự coi rẻ vô khi. Thần thường tinh tiến, đó gọi là không lười nhác vô đãi. Tâm không sân hận phiền não, ngữ không nói điều oán ác, thế thì chết phục được các điều ác của ba nghiệp. Ngươi đã biết dùng phương tiện đế quán chết phục phiền não, đó gọi là đều chẳng thấy ngươi có những điều ác như vậy. Như những người làm công khác, như từ tác nhân,
ý nói giống như những việc làm của những người tu hành theo các ngoại đạo khác, cũng có nghĩa là đều chẳng thấy ngươi có những điều ác như hạng phàm phu sơ tâm trong nhà Phật ta đã có các thói tự khi lười nhác. Từ nay trở đi, ngươi như con đẻ của ta, nghĩa là ngươi đã gần gũi các thánh, như các thánh ấy là con đẻ của ta, cũng không hề có gì khác. Chưa chứng ngộ chân lý, vị kiến đế vẫn chưa phải là con thật sự, nên gọi là như con, như tử. Kinh văn, ngay lúc đó trường già tới gọi nó là con. Tán rằng dưới đây là mục thứ 6, liền thành thánh vị có 3 ý. 2. Mới nhập thánh. 1. Mới nhập thánh, 2. Chủ tu đạo, 3. Thành vô học. Đây là ý đầu. Chủ phàm vị như con nuôi vẫn chưa phải là con thật sự. Nhập thánh rồi, đó là con thật sự mới gọi là con, cho nên đặt tên cho, trở nên thân cận, cho nên đó là trụ ở sơ quả. Kinh văn, bây giờ người con cùng khổ tới thường làm tốt công việc dọn phân, tán rằng đó là chỉ việc an trụ tu đạo. Đây nói rõ trước đạo kim cương, tuy được nhập thánh mừng gặp ở đây, nhưng vì tự biết mình chẳng sánh kịp các Bồ Tát, nên vẫn tự cho mình là khách, là người làm việc thấp hèn. Trong 20 năm, để ví với địa vị nhị thừa, nhất nhất 10 pháp hành, 10 nghiệp đạo vô lậu đều đầy đủ, thường làm tốt công việc dọn phân, ví với thường đoạn phiền não, hoặc trong 20 năm, thường làm tốt công việc dọn phân, chỉ cho việc chế phục đoạn trừ các hoặc trong hai vị là gia hạnh vị và vô gián vị, hoặc là chỉ cho việc an trụ tu đạo, đoạn trừ các hoặc câu sinh ở thượng giới và hạ giới, vì ngũ hạ phần kết, ngũ thượng phần kết, cả hai loại đó đều đoạn trừ, hoặc là chỉ cho các loại đoạn trừ ở hai vị, vô gián vị và giải thoát vị, vì có sự thô trọng khác nhau. Kinh văn, qua đó về sau, tới vẫn tại bản xứ. Tán rằng đoạn này nói rõ, sau đạo kim cương, thành bậc vô học rồi được thân cận Phật, nhận thức được lý sinh không cũng được giải thoát, gọi là tâm tướng thể tín, nhập học Phật Pháp, xuất lợi quần sinh, không sợ không nhiễm, đó gọi là không có chướng nạn. Thêm nữa, tâm tướng thể tín, nhập xuất, hai lợi cũng không bị ung nạn, không bị các thú vui của ngũ dục thế gian như ung nhọt làm hại thân, nhưng vẫn trụ ở lý sinh không của nhị thừa, chẳng hỏng quả đại thừa, cho nên gọi là dừng ở bản xứ, vì đó vốn là học xứ sở cầu. Kinh văn, Thế Tôn bấy giờ tới nên thể nhận ý này. Tán rằng đoạn lớn thứ 6 ở dưới là dụ về việc tuy được khai thị về đại thừa nhưng chẳng mong cầu. Có hai phần, phần đầu nói rõ ý khai thị đại thừa, phần sau nói về ý chẳng mong cầu. Phần đầu lại có hai ý, đầu tiên là nêu lên, sau đó là giải thích. Ý đầu này lại chia làm hai, đầu tiên là biết thời, sau đó là bảo thẳng chính cáo. Có bệnh tật, sau 12 năm phiền não của chúng sinh ngày càng tăng thêm nhiều, vì chúng sinh bệnh nên Phật cũng bệnh. Đây là trước hội Pháp Hoa, Phật biết thời gian nhập Niết Bàn đã gần, những kẻ cần độ đều sắp độ hết, đó gọi là biết rằng chẳng bao lâu sẽ chết. Hết thảy công đức hữu vi vô vi của Bồ Tát Như Lai, đó gọi là kho đụn đầy ắp, chữ giật có nghĩa là đầy. Trong đó Đại Thừa có nhiều, Nhị Thừa có ít, Như Lai có nhiều, Bồ Tát có ít, vô vi có nhiều, hữu vi có ít. Thứ mà nên lấy là muôn đức tự lợi, thứ mà nên cho là muôn đức lợi tha. Ngươi nên hiểu rõ, nên biết tất cả. Tâm ta như vậy là Phật thuật lại bản tâm trước kia của mình. Nên thể nhận ý này tức là khiến hiểu rõ ý nghĩa tông chỉ muôn đức nhị lợi của Đại Thừa. Đây chính là thuyết cho họ về Đại Bát Nhã, vân vân, khiến họ hiểu rõ được đạo lý Đại Thừa, nhưng chưa dặn dò họ, bảo họ phải phát tâm đại thừa, cho nên chỉ nói một cách kín đáo là nên thể nhận ý này. Kinh văn, sở dĩ như vậy là vì sao? Tới chớ đè lọt mất. Tán rằng đây là giải thích về ý khai thị đại thừa, như cho con thế gian, thần tùy có khác, tâm sự chẳng khác. Phật với nhị thừa là chẳng khác. Một, giải thoát bình đẳng. Hai, sinh không chân như bình đẳng. Ba, ý lạc bình đẳng. Vì Phật chứng được ý chúng sinh bình đẳng, cần dụng tâm hơn nữa để cầu lý giải được đại pháp, tức pháp đại thừa, chớ để lọt mất, nghĩa là nhớ học, chớ quên. Kinh văn, bấy giờ người con cùng khổ tới ý kiếm một bữa cơm. Tán rằng dưới là thuyết minh về việc chẳng hy vọng đại thừa,
có hai ý, đầu tiên là lĩnh ngộ nhưng chẳng hy vọng, sau đó là vẫn trụ ở bản xứ. Bọn các ông tu Bồ Đề trước hội Pháp Hoa, lĩnh giải nghĩa không, thủ hộ Đại Thừa, chẳng ngu về Pháp, biết lý Đại Thừa, nhưng không có một niệm nào phát tâm Đại Thừa, không có ý hy vọng vào Phật quả, vào một bữa Pháp thực Đại Thừa. Cho nên trước đây nói rằng chẳng sinh một tâm niệm ưa thích nào. Chữ đọc là hy nên viết là, tức là hy vọng vậy. Kinh văn, sau chỗ nó y chỉ, tới cũng chưa thể xả bỏ được, tán rằng đây là vẫn trụ ở bản vị, song chỗ nó y chỉ vẫn là trụ ở nhị thừa, tâm kém cỏi của nhị thừa vẫn chưa thể xả bỏ được. Kinh văn, lại trải qua một ít thời gian, tới tự khinh cái tâm trước kia, tán rằng dưới là đoạn lớn thứ hai, là dụ nói về nay đã thu hoạch được, có hai phần, phần đầu là cha giao phó, phần sau là con nhận được. Đó là đoạn từ Thế Tôn, lúc này người con cùng khổ trở xuống. Phần cha giao phó lại có hai ý. Một, biết rằng thời cơ đã đến. Hai, tập hợp đại chúng mà giao phó. Đây là ý đầu. Trải qua một ít thời gian, có nghĩa là trong hội Pháp Hoa, sau hội Bát Nhã, hơi có tiến bộ nên gọi là dần dần đã. Vì lý giải được ý nghĩa to lớn sâu xa của lý nhị không, cho nên gọi là thông thái. Thông có nghĩa là khai đạt, thái tức là an thái, thành tựu đại trí có nghĩa là xưa kia đã phát tâm đại thừa, gần sinh xa thục. Tự khinh tâm trước có nghĩa là hối vì xưa trụ ở tiểu thừa, bỉ là khinh chê tâm tu tiểu thừa trước kia. Cho nên thủ tử trước kia nói rằng chúng con cùng nhập pháp tính, cớ sao Như Lai dùng pháp tiểu thừa mà tế độ cho chúng con, đó là lỗi của chúng con, chẳng phải là do Thế Tôn. Thử tự trách mình đúng như ở đây. Kinh văn, lúc sắp sửa mất tới đều đã tập hợp, tán rằng dưới đây là tập hợp đại chúng mà giao phó, có hai phần, một ra lệnh tập hợp, hai chính thức nhủ bào, đây là phần đầu. Nay hội Pháp Hoa chỉ cách thời gian Phật Niết Bàn có 5 năm, cho nên gọi là lúc sắp sửa mất. Bốn loại con ví với hàng thanh văn xưa kia đã thoái chuyển khỏi đại thừa, thân tộc ví với Bồ Tát cùng quốc vương vân vân là ví với bốn chúng hoặc thực sự là các loại đó theo như tên gọi. Kinh văn, liền tự tuyên bố rằng tới con ta sinh ra, tán rằng dưới là chính thức nhủ bảo, có hai phần, phần đầu là nhắc lại chuyện ngày xưa, phần sau là nhủ bảo việc ngày nay. Đó là đoạn từ chỗ bỗng ở nơi này trở xuống, phần nhắc lại chuyện xưa có ba ý. Một, nhắc lại việc tối sơ phát tâm. Hai, nhắc lại việc thoái lưu, sinh tử. Ba, nhắc lại bốn sự lâu trong quyền thừa. Chỉ giữa đường gặp Phật chẳng chịu tu đại thừa, Phật dùng nhị thừa để giáo hóa cho, Phật khai thị đại thừa nhưng chẳng mong muốn hy vọng. Đây tức là phần đầu. Nhị thừa thành Phật sự ấy cực khó, cho nên Phật tự tuyên thuyết chẳng sai người khác thuyết. Ban đầu lúc ta vì 16 vị phương tử bảo họ phát tâm đại thừa, thiện căn của họ là do miệng ta sinh ra, theo Phật Pháp âm mà được sinh ra. Cho nên sinh ra từ Phật Pháp đó mới là sinh thực sự, mới là con đẻ. Kinh văn, ở trong thành nọ tới hơn 50 năm, tán rằng đây là nhắc lại việc thoái lưu sinh tử, thành nọ chỉ đại thừa. Vì ban đầu vừa gặp đã bảo phát tâm đại thừa, nếu là hạng định tính đại thừa cùng thượng phẩm phát tâm thì chưa hẳn là đã thoái chuyển mất. Nay nói là hạng bất định tính cùng hạng hạ phẩm phát tâm, vì họ đã từng thoái lưu sinh tử, cho nên gọi là ở trong thành kia đã bỏ ta mà trốn đi. Chữ đọc là linh, nghĩa giống chữ sách Thiết Vận giải thích linh là người làm trò vui, lạc nhân, chẳng phải là nghĩa ở đây. Chữ đọc là xính, sách Tam Thương giải thích linh xính có nghĩa như liên phiên, phấp phới, cũng chỉ trạng thái cô độc bơ vơ, trơ trụi. Sách Thiết Vận nói nếu đi đứng chẳng ngay ngắn thì viết là, đọc là linh bình, còn viết là, thêm nữa, đi chẳng ngay ngắn còn viết là, đọc là linh đinh. Nay phần nhiều viết là chẳng biết nói gì. Có người giải thích rằng linh bình chỉ chân dẫm vào chỗ nguy hiểm. Còn có bản chép là đây là chỉ tình trạng cô đơn hoặc đi vào năm nẻo hiểm nguy khổ sở, hoặc cô đơn khổ sở rong ruổi xa vào năm nẻo. Bỏ Phật ví như bỏ cha mẹ nên gọi là cô đơn, đơn côi, nghĩa tuy được song chẳng biết căn cứ vào đâu.
Còn chữ đọc là bình, đồng nghĩa với chữ văng ra, tóe ra. Chữ linh có nghĩa là chẳng ngay ngắn, chẳng thẳng. Chữ bình có nghĩa là tản ra, phân tán, cũng chẳng phải là nghĩa ở đây. Trong này ý nói bỏ cha mẹ mà chạy, thường có sự chẳng yên, mất bè bạn, cô đơn nguy khốn, chẳng thể đi, chẳng thể ngay ngắn vì sợ hãi, khổ sở. Kinh văn, nó vốn tên ấy tới nhớ nhung lo lắng tìm kiếm. Tán rằng đây là nhắc lại bốn sự lâu trong quyển thừa, giữa đường đã gặp ta. Ta rất quen biết am hiểu vì đời đời đã theo sự giáo hóa của ta. Do đó mà am hiểu biết rõ hai danh, tự danh và tha danh. Xưa trụ ở bản thành, giữa đường khi gặp ta vẫn dạy cho về đại thừa. Cho nên Xá Lợi Phất tu hành trải qua 60 kiếp mới thoái chuyển theo tiểu thừa. Trong thời gian ấy nhiều lúc gặp ta, ta đã dạy cho đại thừa. Cho nên ta trụ ở bản thành, nhớ lo tìm kiếm vì lòng từ bi sâu sắc. Cho nên tựa như nhớ nhung lo lắng, thấy chẳng chịu tu đại thừa. Ta bèn phương tiện giáo hóa cho bằng nhị thừa. Hắn tuy đắc quả nhưng ta từ bi sâu, cho nên lại khai thị cho đại thừa. Song hắn chẳng mong cầu, các sự như thế gọi là tìm kiếm. Kinh văn, bỗng ở nơi này tới đó là điều con đã biết. Tán rằng đây là nhủ bảo việc ngày nay. Phật Địa Luận nói rằng trong hội pháp hoa, bất định chủng tính căn cơ thành thục, nên xả phân đoạn sinh tử, thủ biến dịch thân, hồi tâm hướng theo đại thừa. Cho nên nói rằng gặp và chứng được ở hội này vì cảm ứng phù hợp với nhau. Xưa đã từng giáo hóa bằng đại thừa, cho nên nói rằng thực là các con ta, Bồ Đề Niết Bàn là của cải của ta, là thứ mà con phải được, đó là sở hữu của con. Những thứ nạp vào xuất ra trước kia, tức là công đức tự lợi và lợi tha, đó là thứ mà con đã biết, ta nay đều giao phó cho. Kinh văn, Thế Tôn lúc này tới tự nhiên mà tới. Tán rằng đây là nói về người con thu hoạch được, biết rằng bản thân mình từ trước tới nay không có lòng theo Phật, ngờ đâu căn thủ đã theo vận nghe kinh sẽ được thành Phật, đó gọi là vốn không có tâm mong cầu. Phật quả thực tạng, đó gọi là kho tàng quý báu tự nhiên mà được. Kinh văn, Thế Tôn bậc trưởng giả đại phú tới chúng tôi là con. Tán rằng dưới là đoạn thứ ba là phần hợp lĩnh, lĩnh ngộ chung. Có hai phần nhỏ, đầu tiên là hợp lĩnh về việc ngày xưa chẳng mong cầu. Sau đó là hợp lĩnh việc ngày nay thu hoạch được. Đó là đoạn từ chỗ nay chúng con mới biết Thế Tôn về trí tuệ Phật. Về sau, phần đầu có năm ý. Một, hợp lĩnh về sơ phát tâm. Hai, từ chỗ Thế Tôn chúng con vì ba khổ trở xuống, hợp lĩnh về thoái lưu sinh tử. Ba, từ chỗ mê hoặc vô tri trở xuống, hợp lĩnh về chẳng chịu tu đại thừa. Bốn, từ chỗ hôm nay Thế Tôn khiến con phải ngẫm nghĩ trở xuống, hợp lĩnh về việc giáo hóa bằng nhị thừa. Năm, từ chỗ Thế Tôn biết trước về chúng con trở xuống, hợp lĩnh về việc Phật khai thị đại thừa cho nhưng chẳng mong cầu. Chẳng hợp lĩnh về mục thứ ba là giữa chừng gặp Phật. Giữa chừng gặp Phật cũng là Phật tử, mới gặp lần đầu cũng là cho, cũng là con. Cho nên lược đi chẳng nói, ví dụ trước đã nói, đời đời theo sự giáo hóa của Phật, trên đã có rồi, đây là phần đầu. Còn nghĩa như trước, đầu tiên dạy bảo khiến phát tâm, thực sự là trụ ở phàm vị, địa vị phàm phu, cho nên nói là tựa như con thật của Thánh. Hoặc đây là tổng tướng nói các nhị thừa, là tựa như con của Bồ Tát. Phật thường nói nhị thừa cũng là con của Phật, cho nên thu tử trước kia nói rằng nay nghe pháp hoa mới biết là chân Phật tử, con thật của Phật. Kinh văn, Thế Tôn tới bị các nhiệt não, tán rằng đây là mục hai, là hợp lĩnh về thoái lưu sinh tử. Ba khổ, tam khổ gồm một khổ khổ, hai hoại khổ, ba hành khổ, có nghĩa là một tự tướng của khổ, thụ cùng các thứ mà khổ thụ thuận theo như là căn, cảnh kết hợp, tạo nên tâm và tâm sở, tương ưng pháp. Một phần của năm uẩn có đặc tính của khổ khổ, nghịch duyên bức bách thì gọi là khổ, khổ này là khổ, nên gọi là khổ khổ, tức là năm khổ đầu trong bát khổ, tám nỗi khổ. Hai, tự tướng của lạc thụ, cùng các thứ mà lạc thụ thuận theo như là căn, cảnh kết hợp, tạo nên tâm và tâm sở, tương ưng pháp,
Khi nó biến hoại thì có thể sinh ra ưu não, cho nên gọi là hoại khổ. Thêm nữa, do ái mà khiến tâm biến hoại cũng gọi là hoại khổ. Một phần của năm uẩn có đặc tính của hoại khổ, tức là ái biệt ly khổ và cầu bất đắc khổ trong bát khổ, đều gọi là hoại khổ. 3. Tự tướng của xả thụ cùng các thứ mà xả thụ thuận theo như là căn cảnh kết hợp, tạo nên tâm và tâm sở, tương ứng pháp, hoặc là những thứ thô trọng nhất thời tùy thuận hai loại khổ trên, những thứ luôn luôn đeo đuổi vô thường biến dịch, chẳng để hai loại khổ trên, đó gọi là hành khổ. Chẳng những riêng xả thụ gọi là hành khổ mà tất cả hữu lậu, ngũ uẩn đều là hành khổ. Tức là trong bát khổ thì hành khổ thâu tóm hết thảy các nỗi khổ do chấp năm uẩn. Ở đây khác với các lời văn trong Duyên Sinh thứ 8 của Duy Thức Luận, do thoái lưu cho nên thụ sinh tử này. Hoặc ở đây chẳng nói tới sự thoái lưu ngày xưa, chỉ nói về tướng chung bị bao loại khổ bức bách, phải chịu các nhiệt não. Kinh văn: mê hoặc vô tri, ưa thích chấp trước pháp tiểu thừa. Tán rằng đây là mục thứ ba hợp lĩnh về việc chẳng chịu tu đại thừa. Ngu si thì gọi là mê, do dự thì gọi là hoặc, ưa thích pháp tiểu thừa cho nên chẳng chịu tu đại thừa. Kinh văn: ngày nay Thế Tôn tới giá một ngày công. Tán rằng đây là mục thứ tư hợp lĩnh về việc Phật dùng pháp nhị thừa để giáo hóa, có hai phần. Phần đầu là y theo lời Phật chứng được chẳng nhiều, phần sau nói về trí nguyện tiểu thừa coi đó là đủ. Đây là phần đầu. Tư duy chỉ tư tu đế quán, suy nghĩ tu tập quán tưởng. Chữ quyên có nghĩa là trừ, quyên trừ hí phần, tức là trừ bỏ hí luận, ví như dọn trừ phân dơ, đoạn phiền não chướng, càng siêng tinh tiến, truyền tầm nhiều kiếp được tới niết bàn, giá một ngày công. Giá một ngày công chỉ những điều thu hoạch được chẳng nhiều, thể đại niết bàn phải ba đại kiếp mới chứng được, đó gọi là giá vô số. Này 60 kiếp thì được giải thoát, há chẳng phải là được tới niết bàn giá một ngày công ư? Thêm nữa, ba sự viên mãn của đại niết bàn, đó gọi là giá vô số. Này chỉ được giải thoát, chẳng được pháp thân đại tuệ. Trong sự giải thoát chỉ được hoặc chướng giải thoát, chẳng được trí chướng giải thoát, chỉ được giải thoát lìa phân đoạn sinh tử, chẳng được giải thoát lìa sở trí chướng và biến dịch sinh tử. Thế thì há chẳng phải là niết bàn giá một ngày công ư? Vì thể của niết bàn là giải thoát. Kinh văn: đã được thứ này rồi, tới điều sở đắc vừa lớn vừa nhiều. Tán rằng đây là kể về trí nguyện tiểu thừa, cho đó là đầy đủ, vì có tâm cùng tiện, cùng quẫn thấp hèn. Kinh văn: nhưng Thế Tôn tới phần bảo tạng, kho báu. Tán rằng dưới đây là mục thứ năm nói về việc Phật khai thị cho pháp đại thừa, nhưng đệ tử lại chẳng mong cầu. Có ba ý: một, Phật biết ta thích tiểu thừa, Phật chẳng thuyết đại thừa, ta đắc pháp tiểu thừa nên chẳng mong cầu đại thừa. Hai, tự mình chứng được niết bàn, cho rằng thế là đầy đủ nên chẳng mong cầu. Ba, Phật chỉ chính thức thuyết cho Bồ Tát, chẳng chính thức thuyết cho ta, ta nên chẳng mong cầu. Đây là ý đầu. Chấp trước vào cái ham muốn xấu tệ, trước tệ dục, nghĩa là cái việc mong cầu tiểu thừa là ưa thích thứ xấu xa kém cỏi. Phật biết ta thích tiểu thừa, quan sát thấy căn cơ của ta chưa chín muồi, nên bỏ mặc ta, chẳng nói rõ ràng cho ta biết là ta cũng có phần làm Phật, cho nên ta chẳng hy vọng. Phật không gì không lựa lọc mà xả bỏ, cho nên đã lựa lọc mà xả bỏ ta. Kinh văn: Thế Tôn tới không có trí cầu. Tán rằng đây là nói về tự mình đã được niết bàn, bèn cho là đã đầy đủ, cho nên chẳng mong cầu gì nữa. Dùng lực phương tiện thuyết trí tuệ Như Lai, có nghĩa là đầu tiên Phật thuyết phương tiện quyền giáo, dụng ý là muốn làm nổi bật nhất thừa chân thực trí tuệ của Phật, do ta đã được niết bàn giá một ngày rồi. Rồi bởi vậy, tự cho là đã đầy đủ, đã thu hoạch lớn rồi, chẳng biết trí tuệ Phật thật sự, cho nên chẳng mong cầu đại thừa. Kinh văn: chúng con lại nhân tới không có trí nguyện. Tán rằng đây là mục nói về việc Phật chỉ thuyết cho Bồ Tát, chẳng chính thức thuyết cho con, cho nên con chẳng mong cầu đại thừa. Có hai phần, đầu tiên là phần nêu, phần sau là giải thích. Đây là phần nêu. Đây thuyết Bát Nhã,
nhân lực gia trì của trí tuệ Phật mà tùy thuận chúng con thuyết cho Bồ Tát, chẳng chính thức thuyết cho con. Chúng con vì thế mà chẳng có chí nguyện tu Đại Thừa. Du giả nói rằng chỉ vì những người phát tâm cầu Đại Thừa mà thuyết các pháp là không. Ý đó cũng giống với kinh này, kinh văn. Vì sao như vậy? Tới thực sự là con Phật. Tán rằng đây là giải thích mục thứ ba nói về việc chẳng mong cầu Đại Thừa. Phật biết chúng con ưa thích tiểu thừa nên đã dùng lực phương tiện, chính thức rạch ròi thuyết chúng cho con về pháp nhị thừa, chẳng chính thức rạch ròi bảo chúng con rằng cũng cần phải nghe bát nhã rất sâu. Phật chỉ tuyên thuyết tổng tướng chung chung của các kinh như bát nhã, vân vân, tùy theo căn cơ của chúng con. Chúng con chẳng biết bản thân có phần làm Phật, có hạt giống Phật, vốn thực sự là con Phật và cần phải tu học bát nhã. Do sự ngu si này cho nên chẳng mong cầu pháp Đại Thừa. Kinh văn, này chúng con mới biết tới thuyết pháp Đại Thừa. Tán rằng dưới là hợp lĩnh về việc này đã thu hoạch được. Có ba ý, một biết Phật chẳng xèn so tiếc rẻ gì Đại Thừa cho nên được. Hai biết Phật chỉ hóa độ bằng Đại Thừa cho nên được. Ba kết lĩnh, nay đã lĩnh hội được. Đây là ý đầu thật tiên nêu lên, sau đó giải thích ý văn có thể lĩnh hội được. Phẩm phương tiện nói rằng nếu người nào tin theo Phật thì Như Lai chẳng dối lừa, cũng chẳng có ý tham lam ghen ghét, vì đoạn trừ được các điều ác trong các pháp. Cho nên nay biết rằng Phật chẳng xẻn so, song chỉ vì ta tự mình ưa thích tiểu thừa nên chẳng thể học Đại Thừa. Nếu có tâm ưa thích Đại Thừa thì Phật sẽ thuyết cho ta, vì Phật chẳng bùn xỉn rèn so. Chữ đọc là lận, tức là bỉ lận. Nếu bùn xỉn tiếc rẻ thì gọi là lận, cho nên có nghĩa là bỉ lận. Kinh văn, nay trong kinh này tới giáo hóa Đại Thừa, tán rằng đây là mục biết Phật chỉ dùng Đại Thừa mà hóa độ cho nên đạt được. Nay trong kinh này chỉ thuyết Nhất Thừa cho nên biết rằng chỉ lấy Nhất Thừa làm tông, chẳng nói lấy nhất thân làm tông. Thời trước chơi thanh văn chỉ là để giáo hóa Bồ Tát khiến phải học Nhất Thừa. Ý Phật đã thế cho nên nay con liền lĩnh ngộ được lời xưa của Phật. Như vậy đều là để chứng đắc nhất thiết chủng trí của Nhất Phật Thừa. Nơi đây chủ yếu thuyết về Đại Thừa. Nay trong kinh này cũng chủ yếu thuyết về Pháp Đại Thừa. Ở trong kinh này và nay trong kinh này nghĩa thế tương tự. Kinh văn cho nên chúng con tới đều đã chứng được. Tán rằng đây là kết luận về ngày nay được lĩnh ngộ. Phật tử sở ương đắc, đó là nói nhân quả Nhất Thừa mà Bồ Tát đạt được. Này còn nghe kinh phát tâm cầu Pháp Đại Thừa thì những điều sở đắc của họ con cũng đều đã đạt được. Vì quyết định đắc nên gọi là đều đã đạt được. Bồ Tát thời xưa lúc mới bắt đầu phát tâm, địa vị cũng như con ngày nay, Bồ Tát đã rốt ráo đạt được. Cho nên con cũng như thế, đó gọi là đều đã đạt được. Vì về lý thì không có gì khác nhau. Quyển thứ 7 phần trước, Sa môn khuy cơ chùa Đại Tứ Ân soạn, phẩm tín giải, phần cuối kệ ký. Kinh văn, bấy giờ Maha Ca Diếp tới chẳng cầu mà tự được. Tán rằng trong văn trường hàng thì cả bốn người cùng lĩnh ngộ, trong tụng chỉ riêng một mình Ca Diếp vì là người lớn tuổi nhất, kể về ý mọi người, nên trong phần tụng thuyết cũng gián tiếp làm nổi bật các người khác. Dưới có 86 tụng rưỡi chia làm hai phần. Phần đầu là 73 tụng rưỡi tụng về ba đoạn văn trước. Phần sau gồm 13 tụng từ ơn lớn của Thế Tôn trở xuống thuộc về đoạn thứ ba trong phẩm, nói về việc đội ơn sâu của Phật. Phần đầu có ba đoạn, hai tụng tụng về pháp thuyết, 41 tụng tụng về dụ thuyết, 30 tụng rưỡi tụng về hợp thuyết. Đây là đoạn đầu. Chẳng tụng về ý ngày xưa chẳng cầu, chỉ tụng về ý ngày nay thu được. Một tụng rưỡi đầu tụng về hai việc nghe pháp nghe ký, nửa tụng sau tụng về ý thu hoạch được. Kinh văn, ví như chú đồng tử thơ bé không hiểu biết, tán rằng dưới là đoạn 2 gồm 41 tụng tụng về dụ thuyết, trong đó chia làm hai phần. Phần đầu gồm 34 tụng tụng về ý ngày xưa chẳng cầu, phần sau gồm 7 tụng tụng về ý ngày nay thu được. Trong phần đầu có 6 mục, nửa tụng đầu là dụ về tối sơ phát tâm, một tụng về dụ thoái lưu sinh tử, 7 tụng về dụ nửa chừng quay về gặp Phật, 14 tụng về dụ chẳng chịu tu Đại Thừa, 9 tụng rưỡi nói về dụ dùng nhị thừa mà giáo hóa, 2 tụng rưỡi là dụ nói về ý khai thị cho Đại Thừa mà chẳng mong cầu,
Đây là mục đầu. Kinh văn: bỏ cha mà trốn biệt tới hơn 50 năm dài. Tán rằng đây là mục thứ hai, là dụ về thoái lưu sinh tử. Châu lưu có nghĩa là đi khắp, chu đi khắp các nước, ví với năm nẻo ngũ thú, gọi chung là nước khác, tha quốc. Kinh văn: cha hắn lòng lo buồn tới dừng lại ở một thành. Tán rằng dưới là đoạn thứ ba có bảy tụng, là dụ về nửa đường quay về gặp Phật. Trưởng hàng có ba ý: A. Con khôn lớn về nước. B. Cha trước đó đã tìm con. C. Con gặp cha ở thành. Này, đây chỉ tụng về ý cha trước đó đã tìm con, còn hai ý khác chẳng tụng, bởi vì văn đã nhập vào đoạn 4 cho ổn tiện. Trong này có 4 ý: một tụng tìm con dừng chân tại thành, hai tụng rưỡi tiền của rất nhiều, một tụng nguồn lợi của khách lái buôn rất to lớn, hai tụng rưỡi người qua lại đông. Đây là ý đầu. Tìm khắp bốn phương, ý nói theo vào bốn loại chúng sinh, tứ sinh để tìm con. Mệt mỏi chỉ sự vất vả, nói về tướng tìm con. Đốn có nghĩa là dừng, dừng chân ở thành lớn. Kinh văn: xây dựng nên nhà cửa tới nhân dân rất đông đúc. Tán rằng đây là mục thứ hai, nói về của cải rất nhiều. Tạo trạch xây dựng nhà cửa, ví với khởi tâm từ bi. Lập xá dựng nhà, ví với việc hiển lộ thắng nghĩa của lý không. Hoặc là tạo có nghĩa là khởi, trạch tức là xá, ví với tâm từ bi. Năm dục chỉ năm thứ khoái lạc, hoặc chỉ năm pháp tịnh, pháp giới, vân vân. Chữ ngu nghĩa như chữ là, nghĩa là vui. Kiệu liễn chỉ chân đế, chỉ riêng pháp vương sử dụng. Xe dư chỉ tục đế, mọi người cùng sử dụng vì có sự hơn kém khác nhau. Xe cộ, xa thừa, ví với ngũ thừa, ruộng nương cơ nghiệp, điển nghiệp, ví với trí đoạn, nghĩa là ý nghĩa các lời văn khác có thể biết được. Kinh văn: việc xuất nhập lợi tức tới ở chỗ nào cũng có. Tán rằng đây là mục thứ ba, nói về mối lợi của khách buôn rất to lớn. Thương nghĩa như cổ, chỉ người làm nghề buôn bán, làm cho những thứ quý báu kỳ lạ của bốn phương được lưu thông thì gọi là thương. Ngồi một chỗ mà bán hàng thì gọi là cổ. Còn cô thì chỉ thuế hết chợ, đi bán hàng rong thì gọi là thương. Ngồi một chỗ mà bán thì gọi là cổ. Khách thì chỉ chung cả hai loại nói trên. Qua lại sáu nẻo để làm lợi cho chúng sinh thì ví với thương. Chủ ở cõi tịnh độ, cõi người, cõi trời để giáo hóa chúng sinh thì ví với cổ. Đi khắp ba cõi để làm lợi cho chúng sinh, ví như người buôn bán đi khắp chợ búa để làm ra nhiều lời lãi, tạo ra nhiều thuế chợ. Người buôn bán cùng chợ búa đều được lợi to lớn, cho nên khắp cả ba cõi đều có Phật pháp, đó gọi là ở chỗ nào cũng có. Kinh văn: đông ngàn vạn ước người tới có thế lực rất lớn. Tán rằng đây là mục thứ tư, người qua lại đông. Vì bậc vua chúa thì yêu quý tưởng nhớ, bậc nhân vương thì tôn kính, hào tộc thì tôn trọng, thần dân thì tôn sùng. Do nhân duyên này mà bốn chúng tám bộ kẻ qua người lại rất đông. Kinh văn: mà tuổi tác già nua tới nên làm thế nào đây? Tán rằng dưới là đoạn thứ tư, nói về ý chẳng chịu tu đại thừa. Có 14 tụng chia làm 4 phần. Hai tụng nói về cha thường nhớ con, 9 tụng con nhìn thấy cha sợ hãi bỏ chạy, một tụng rưỡi cha sai người cấp tốc bắt lấy, một tụng rưỡi con bèn lo sợ. Đây là phần đầu. Tuổi già càng nhớ con, ví với đạo lâu thì lòng từ bi càng sâu sắc. Ngày đêm luôn nghĩ nhớ, ví với 6 phép phản quán, hoặc là ngày đêm 6 thời đều so lại mình. Kinh văn: bấy giờ người con khổ tới hoặc không được gì cả. Tán rằng đây là phần thứ hai, có 9 tụng nói về con trông thấy cha bèn sợ hãi bỏ chạy. Trong lại có 3 phần. 3 tụng đầu nói về việc người con gặp cha ở nhà cha, 2 tụng rưỡi kế nói về tướng cha mà con nhìn thấy, 2 tụng rưỡi cuối nói về việc người con nhìn thấy rồi sợ hãi bỏ chạy. Trong phần đầu lại có 2 đoạn nhỏ. 1 tụng rưỡi đầu nói về việc người con đi lang thang để kiếm ăn du cầu, một tụng rưỡi sau nói về việc người con khốn đốn mới tới, khốn đáo. Đây là đoạn đầu. Chữ có hai âm sách và tác, có nghĩa là ăn xin, cũng có nghĩa là cầu cạnh. Nghĩa của quốc ấp trong văn trường hàng đã giải thích rồi. Có điều sở đắc, dụ cho việc gặp được bạn tốt chân thực trong Phật pháp,
không được gì cả ví với gặp bạn xấu giả dối. Kinh văn, đói là dáng gầy còm, tới bèn tới chỗ nhà cha. Tán giảng, đây là mục nói về người con khốn đốn mới tới chỗ nhà cha, pháp thực chẳng đủ cho nên đói, diệu hạnh chẳng viên mãn cho nên gầy. Hoặc khởi ác kiến làm hư hại nặng, đó gọi là sinh ra u nhọt. Chẳng kiên trì giới làm hư hại nhẹ, đó gọi là sinh ghẻ lở. Đó là dụ cho việc nảy ra kiến dài sằng bậy, chẳng một mực trì giới tới thành cha ở, chỉ việc ngộ nhập đại thừa, lần hồi làm thuê làm mướn, vì với việc siêng năng để cầu pháp. Tới chỗ nhà cha chỉ việc nhập trung đạo đại thừa. Kinh văn, bấy giờ ông trưởng giả tới và chú ký khoán sớ. Tán rằng, đây là phần 2 nói về hình tướng của cha mà con nhìn thấy. Trong cửa chỉ lý, ở trong giáo, quả ở trong nhân. Xưa hướng về sinh tử gọi là ở ngoài cửa, nay hướng về niết bàn, cho nên gọi là ở trong cửa. Tính toán vàng bạc vân vân dụ cho việc các thánh làm luận phân tích, liệt kê đánh giá các pháp có công năng trợ giúp cho việc thành tựu Phật đạo, pháp thánh tài. Xuất nạp các tài sản chỉ việc vận dụng, thực hành nhị lợi, tự lợi lợi tha. Chú ký khoán sớ chỉ việc các thầy viết chú thích kinh điển, biên soạn văn ký. Chú là chú ký, là ghi chú, ghi nhận, ghi chép theo thiết vận chữ. Đọc lại chú có nghĩa là nước rót vào, chẳng phải nghĩa gốc là chú ký. Sách Quảng Nhã cũng đọc là chú, có nghĩa là chú sớ, tức là ghi chú, giải thích, chú thích. Thông tục văn giải thích, ghi chép sự vật thì gọi là chú. Nay cũng viết là kinh văn, người còn khổ gặp cha tới, cớ sao lại tới đây? Tán rằng, đây là mục 3, thấy cha rồi thì bỏ chạy, chia làm 2 phần. Phần đầu là một tụng rưỡi, nói người con hối hận vì đã tới. Phần sau là 2 tụng, nói về người con bỏ chạy. Đây là phần đầu. Kinh văn, lại thầm tự nghĩ rằng, tới muốn đến đó làm thuê. Tán rằng, đây là nói về người con bỏ chạy, lo sợ bị bắt buộc thúc ép phải làm cho nên vội chạy đi. Kinh văn, trưởng giả lúc bấy giờ tới đuổi bắt đem trở lại. Tán rằng, đây là đoạn thứ 3 nói về việc cha sai bắt gấp, lặng lặng mà nhận ra. Chưa từng nói với mọi người rằng thanh văn trước kia đã gặp ta, là con của ta, đó gọi là lặng lặng mà nhận ra. Kinh văn, người con khổ sợ kêu tới khiến tôi đến thế này. Tán rằng, đây là đoạn thứ 4 nói về việc người con bèn lo sợ, lùi khỏi đại thừa chẳng tu, lại trụ trong vòng sinh tử, đó gọi là ngất lăn ra đất. Nếu tu hành hạnh đại thừa thì trái với bản ý sở cầu, chẳng khác gì chết, cho nên gọi là ắt sẽ bị giết. Cần gì đến cơm áo? Cơm áo dụ cho đại thừa vô lậu, khiến tôi đến thế này, một khi đến nỗi như vậy. Kinh văn, trưởng giả biết con mình tới hạng người không uy đức. Tán giảng, dưới là đoạn thứ 5 có 9 tụng rưỡi là dụ về việc giáo hóa bằng nhị thừa. Trưởng hàng có 6 mục, ở đây có 4 mục, chẳng tụng 2 mục đầu, 3 tụng đầu khiến tu giải thoát phần, 1 tụng kế con bèn làm theo, 4 tụng rưỡi tiếp khuyên con nhập thiện căn, 1 tụng cuối con bèn thành thánh vị. Trong mục đầu lại có 2 phần, 2 tụng đầu cha sai sứ giả, một tụng sau truyền lại lời cha. Đây là phần đầu. Ngu si là chỉ vô minh, hẹp kém thì ý ít, chột mắt thì nhìn chẳng chính xác. Thuyết văn giải thích chữ diêu là thiếu một mắt, trong mắt hõm lép thì gọi là chột diêu. Chữ diêu còn có nghĩa là nhỏ tiểu. Vì nhị thừa thuyết an lập đế giáo, có thể giải thích nghĩa lý nhưng chẳng viên mãn nên ví với chột mắt. Lý sinh không mà nhị thừa giải thích còn thiếu sót nên gọi là lùn. Xấu vì không có đức pháp thân nên gọi là thô lậu. Thần dụng chẳng rộng nên gọi là không có uy đức. Kinh văn, các ngươi nên bảo nó tới cho ngươi giá gấp bội. Tán rằng, đây là mục truyền lời. Kinh văn, người con nghèo nghe rồi tới và tịnh các phòng xá. Tán rằng, đây là mục 2, con bèn làm theo. Trừ phân uế, trừ phiền não, tịnh các phòng xá, tịnh nhà ngũ uẩn. Kinh văn, trưởng giả từ cửa sổ tới thích làm việc hèn hạ. Tán rằng, đây là mục 3 có 4 tụng rưỡi khuyên nhập thiện căn. Trưởng hàng có 3 phần, đây cũng có 3 phần. Một tụng trong lòng thương xót, một tụng thân thể gần gũi, 2 tụng rưỡi cùng trò chuyện. Đây là phần đầu.
kinh văn. Thế là ông trưởng giả tới, đi tới chỗ con làm, tán rằng đây là thân thể gần gũi, kinh văn, phương tiện lần gần gũi, tới như con đẻ của ta. Tán rằng dưới cùng là mục, cùng trò chuyện, trường hàng có hai, đây cũng có hai. Nửa tụng trò chuyện chung chung để động viên khuyến khích, hai tụng trò chuyện riêng biệt để giáo hóa khai thị. Văn sau có hai phần, một tụng rưỡi đầu cần gì cho nấy, nửa tụng sau giả xưng cha con. Mục cần gì cho nấy, mục A cần gì cho nấy. Dầu bôi chân, dân thường ở Tây Phương có lệ phần nhiều đi trên đất, thầy ấy nóng được bụi bặm bám vào, tới nơi rồi ắt phải rửa chân rồi lấy dầu bôi chân. Nay gọi là túc chân, tức là tứ thần túc, gồm dục cần tâm quán. Dầu du ví với bát đoạn hạnh, tức là dụng tinh tiến, tín khinh an, chính niệm, chính chi, tư xả. Ba hạnh đầu là gia hạnh, khinh an, nhiếp thụ, thân tâm, chính niệm, chính chi là kế thuộc. Vì chẳng quên sở duyên, an tâm một cảnh, nếu tâm buông lung phóng dật, nảy sinh, thì biết rõ đúng như thực, cho nên tư và xả là đối trị. Nhờ hai loại lực sách tâm và trì tâm, nên các thứ hôn trầm trạo cử đã nảy sinh, đều có thể xa lìa được, đó gọi là dầu bôi chân. Vì giống như việc trừ khử bệnh phong tê, đoạn trừ chướng nhiễm vậy. Hoặc là chân túc, dụ cho giới, dầu ví với lục chi. Một, thụ học, học xứ. Hai, khéo hay phòng hộ. Ba, biệt giải thoát, luật nghi. Bốn, việc thi hành quỹ tắc đều đầy đủ viên mãn. Năm, thấy tội nhỏ nhặt thì rất sợ hãi. Sáu, bồi dưỡng giới hạnh. Pháp thực đã sung túc, đó gọi là đồ ăn uống đầy đủ, ẩm thực sung túc. Không tham sân si thì ví như chiếu đệm dày. Kinh Vô Cấu Xương nói rằng, bốn tĩnh lự là giường, tịnh mệnh là đệm. Vì tịnh mệnh là hai nghiệp thân ngữ do không tham khởi lên, lấy không tham làm chiếu vậy. Chiếu là thứ trải dưới đệm trên giường. Chữ đọc là tiến, nghĩa như tịch, nghĩa là cái chiếu. Sách Ngọc Thiên giải thích, tiến là cỏ cho thú ăn, cũng có nghĩa là chiếu trải giường. Bởi vậy, tiến, tạ, tịch đều có nghĩa là chiếu. Theo sách Ngọc Thiên, chữ tịch còn có nghĩa là rộng lớn, đông đúc. Sách Thiết Vận viết là mục A, giả xưng cha con, lại dùng lời dịu ngọt, như con đẻ của ta. Nhược, nghĩa là như con thật, nhập thánh của ta. Đây chính là trước kiến đạo vậy. Kinh Văn, ông trưởng giả có trí tới chấp tác các việc nhà. Tán rằng đây là mục bốn, con bèn thành thánh vị. Trong văn chỉ có hạng vô học, dần dần khiến xuất nhập và tỏ rõ tu đạo. Trong 20 năm thường làm tốt công việc dọn phân, đó gọi là chấp tác các việc nhà. Qua đó về sau, tâm tướng thể tín nhập xuất không khó. Song trốn con rừng, vẫn tại bản xứ, chỉ thể hiện là kiến đạo, nên gọi là con, vì trong văn có sự tỉnh lược. Kinh Văn, chỉ cho xem vàng bạc, tới tôi không có vật này. Tán rằng đây là dụ thuyết về việc Phật khai thị Đại Thừa mà đệ tử chẳng mong cầu. Hai loại của Đại Thừa tuy đã khiến biết rõ, đó gọi là xuất nhập, nhưng vẫn ở ngoài cửa, có nghĩa là ngoài nhân môn của giáo hạnh Đại Thừa. Dừng ở nơi lều cỏ, ví với việc trụ ở Nhị Thừa. Chữ âm đọc là am, là lều cỏ. Có bản viết là sau chữ này chỉ tranh lập lèo chứ chẳng chỉ nhà. Tự nghĩ mình nghèo khó, không có phận, có được sự nghiệp Đại Thừa, không hề có một ý hy vọng nào nên chẳng cầu Đại Thừa. Kinh Văn, cha biết lòng của con tới hàng sát lợi cư sĩ. Tán rằng dưới là đoạn lớn thứ hai, có bảy tụng nói rõ ngày nay thu hoạch được. Trong dụ trên có hai, năm tụng đầu, cha giao phó cho con. Hai tụng sau có thu hoạch được. Phần đầu lại có hai, một tụng rưỡi đầu biết rõ thời cơ, tập hợp thân tộc. Ba tụng rưỡi sau chính thức giao phó cho việc nhà. Đây là phần đầu. Kinh Văn, ở trước đại chúng này tới mặc sức nó sử dụng. Tán rằng dưới là ba tụng rưỡi nói về việc người cha chính thức giao phó việc nhà cho con. Có năm phần. Một, nửa tụng đầu bắt đầu bảo phát tâm. Hai, nửa tụng thoái lưu sinh tử. Ba, nửa tụng giáo hóa bằng Nhị Thừa, hoặc tại cõi người cõi trời căn cơ của con vừa mới thành thục, hoặc là tại hai đạo gia hạnh và vô gián, hoặc là lúc ở hai địa vị đoạn ngũ hạ phần kết và ngũ thượng phần kết. Cho nên nói gặp con đã 20 năm, hoặc nói đắc quả hữu học và quả vô học.
4. Một tụng xưa thoái đại thừa nay được gặp gỡ vì căn cơ chín muồi. 5. Một tụng chính thức giao phó. Kinh văn: Người con nhớ xưa nghèo, tới được thứ chưa từng có. Tán rằng đây là mục con thu hoạch được, công đức hữu vi, đó gọi là châu báu. Chân như vô vi, tâm tử bi, vân vân, đó gọi là nhà cửa. Thêm nữa, thức đạt, bản thức sẽ thành kính trí. Cũng biết rằng hết thảy chúng sinh ba cõi đều là nhà cửa của mình và được tài Phật báu, nên sinh hoan hỷ. Kinh văn: Đức Phật cũng như vậy, tới là đệ tử Thanh Văn. Tán rằng dưới là đoạn lớn thứ ba, có 30 tụng rưỡi, tụng về hợp thuyết, trong chia làm hai phần. 22 tụng rưỡi đầu, tụng về hợp thuyết xưa chẳng hy vọng đại thừa. 10 tụng sau, tụng về hợp thuyết nay thu hoạch được. Trong hợp thuyết đầu, trường hàng có 5 tụng, chẳng hợp thuyết về nửa trường quay về gặp Phật. Nay trong tụng này, chỉ tụng về hợp thuyết Phật khai thị đại thừa mà đệ tử chẳng hy vọng, còn các phần khác thì lược đi chẳng tụng. Trong văn trường hàng trước, mục khai thị đại thừa mà chẳng hy vọng có 3 ý, nay ở đây cũng thế. A. Hai tụng đầu tụng về ý ban đầu biết tôi ưa thích tiểu thừa, Phật chẳng nói tôi sẽ được thành Phật cho nên tôi chẳng hy vọng đại thừa. B. Tám tụng sau tụng về ý thứ ba chỉ thuyết cho Bồ Tát, chẳng chính thức thuyết cho tôi nên tôi chẳng hy vọng. C. Mười tụng rưỡi cuối tụng ý thứ hai tự được niết bàn cho là đã đầy đủ nên chẳng mong cầu đại thừa. Đây là ý đầu, Phật chưa từng thuyết rằng các ngươi sẽ làm Phật. Chúng tôi cũng có phần trong diệu trí của Phật, mà chỉ nói chúng tôi được các đức vô lậu là đệ tử Thanh Văn, cho nên tôi chẳng hy vọng vào đại thừa. Kinh văn: Phật lệnh cho chúng tôi tới rồi sẽ được thành Phật. Tán rằng dưới đây có 8 tụng, tụng về ý thứ ba Phật chỉ thuyết cho Bồ Tát, chẳng chính thức thuyết cho tôi nên tôi chẳng hy vọng. Trong đây có 6 phần: 1. Một tụng Phật ra lệnh. 2. Một tụng rưỡi tôi theo lời Phật dạy. 3. Một tụng người khác theo lời tôi. 4. Một tụng Phật thụ ký cho người khác. 5. Một tụng rưỡi Phật chính là thuyết cho Bồ Tát, chứ chẳng thuyết cho tôi. 6. Hai tụng cuối cùng kết luận về cả hai pháp và dụ. Đây là phần đầu. Phật gia trì ba nghiệp, bí mật ra lệnh sai thuyết các kinh bát nhã, vân vân. Kinh văn: Tôi vâng lời Phật dạy tới thuyết về đạo vô thượng. Tán rằng đây là lần thứ phần thứ hai tôi theo lời Phật dạy. Kinh văn: Các hàng Phật tử thầy tới tinh cần siêng tu tập. Tán rằng đây là phần thứ ba người khác theo lời tôi. Kinh văn: Bây giờ các đức Phật tới rồi sẽ được thành Phật. Tán rằng đây là phần thứ tư Phật thụ ký cho người khác. Nói chư Phật có nghĩa là nêu bật hết thảy Phật pháp đều như nhau, cho nên chẳng riêng gì một vị Phật Thích Ca, ngài cũng là bậc thầy quá khứ đã từng thụ hóa ở nơi các Phật khác. Nếu chẳng phải thế thì một Phật làm sao có thể nói là chư Phật được. Cho nên trước đã nói rằng đã từng theo chư Phật được nghe các ngài phương tiện thuyết pháp. Kinh văn: Hết thảy chư Phật thuyết tới thuyết pháp chân yếu này. Tán rằng đây là phần thứ năm chính là thuyết cho Bồ Tát, chứ chẳng thuyết cho tôi nên tôi chẳng hy vọng. Kinh văn: Nhưng người con khổ kia tới cũng là như vậy đó. Tán rằng đây là kết luận về cả hai phần pháp thuyết và dụ thuyết. Kinh văn: Chúng tôi được nội diệt tới cũng đều chẳng ưa thích. Tán rằng dưới là đoạn thứ ba có 10 tụng rưỡi, tụng về ý thứ hai tự chứng được niết bàn cho là đã đầy đủ nên chẳng mong cầu đại thừa. Trong đây có hai phần: hai tụng đầu là nêu lên ý tự mãn chẳng cầu đại thừa, 8 tụng rưỡi sau là phần giải thích. Đây là phần đầu. Nội diệt có nghĩa là trong thì tự thân diệt các phiền não chứng được niết bàn, chỉ xong được thế đã cho là cứu cánh, ngoài ra không còn sự lợi tha bên ngoài nào khác, cho nên chẳng ưa thích đại thừa. Kinh văn: Vì sao lại như vậy? Tới cho đó là cứu cánh. Tán rằng dưới đây là 8 tụng rưỡi là phần giải thích, trong đây có 3 phần. 3. Tụng rưỡi đầu ở Phật cảnh trí, khởi quán tam giải thoát môn tự cho là đầy đủ rồi nên chẳng mong cầu đại thừa. 4. Tụng sau tự cho là đắc đạo đã báo ơn Phật rồi, dẫu thuyết cho người khác nhưng tự mình lại chẳng cầu mong cầu. Một tụng cuối kết luận Phật chẳng vì mình mà thuyết nên chẳng mong cầu. Đây là phần đầu. Hai tụng đầu quán không vô tướng, một tụng rưỡi sau quán vô nguyện. Chư pháp đều không là quán không vậy. Vì nhị ngã chỉ câu sinh ngã và phân biệt ngã đã không có, thì làm sao
mà có sinh vân vân, dưới đó là thuyết về vô sinh diệt vân vân. Sáu, lại sở vô và quán vô tướng, xả ly tham trước, chẳng tham hết thảy, cho nên đối với Phật trí cũng chẳng tham cầu, đó là quán vô nguyện. Do được nghe thuyết trong Bật Ý Bát Nhã về không vô tướng vô nguyện, bèn hiểu sai và cho rằng thực hành ba phép quán này thì tự được niết bàn. Sau đó cho rằng hiểu như vậy là cứu cánh rồi, cho nên chẳng mong cầu đại thừa nữa. Kinh văn: chúng tôi đã từ lâu tới đã báo đền ơn Phật. Tán rằng đây là đoạn thứ hai có bốn tụng nói về ý tự, cho là đắc đạo đã báo đền ơn Phật, cho nên tùy mình thuyết cho người khác nhưng tự mình thì lại chẳng mong cầu. Trong đề có hai phần, hai tụng rưỡi đầu cho rằng đã đền ơn Phật, một tụng rưỡi sau tùy thuyết cho người khác nhưng tự mình lại chẳng mong cầu. Đây là phần đầu. Nghiệm lời văn này, ý trụ ở hữu dư y niết bàn, hồi tâm hướng đại thừa, chứ chẳng phải là trụ ở vô dư y niết bàn. Kinh văn: chúng tôi mặc dù vậy tới không hề muốn ưa thích. Tán rằng tuy thuyết cho người khác nhưng bản thân mình thì lại chẳng mong cầu. Kinh văn: đấng đạo sư buông bỏ tới nói rằng có thực loại. Tán rằng đây là ý thứ ba Phật chẳng thuyết cho tôi, cho nên tôi chẳng hy vọng Phật có sự lựa chọn đối với tôi, thấy căn cơ chưa chín nên buông bỏ tôi, chưa từng khuyên tôi tiến thủ tu đại thừa, nói rằng đại thừa có thực lợi, cho nên tôi chẳng mong cầu. Thoạt đầu chẳng khuyên, đó là căn cứ vào đời này chứ chẳng phải là đã từng chẳng khuyến khích, vì từ lâu đã khuyến khích rồi. Kinh văn: như trưởng giả giàu có, tới bèn dạy cho trí lớn. Tán rằng trên là 20 tụng rưỡi, tụng về hợp thuyết xưa, chẳng mong cầu. Dưới đây là 10 tụng hợp thuyết này thu hoạch được, có hai phần. Ba tụng đầu là pháp dụ đối minh, đem pháp và dụ đối đãi với nhau mà thuyết minh, đầu tiên là dạy phương tiện, sau đó là thuyết chân thực. Bảy tụng cuối nói rõ tối nay đã thu hoạch được. Đây là phần đầu, một tụng rưỡi tụng về dụ thuyết, một tụng rưỡi tụng về pháp thuyết. Kinh văn: chúng tôi ngày nay đây tới được vô lượng châu báu. Tán rằng dưới là bảy tụng nói về mục nay thu hoạch được, trong chia làm ba. Một tụng rưỡi phân tích chung nay được, chẳng phải là thứ trước kia mong muốn. Ba tụng nói về bắt đầu từ ngày nay mới gọi là đắc quả thể. Hai tụng rưỡi cuối ngày nay mới gọi là đắc quả dụng. Đây là phần đầu. Kinh văn: Thế Tôn, chúng con nay tới đắc vô thượng đại quả. Tán rằng đây là mục thứ hai bắt đầu từ ngày nay mới gọi là đắc quả thể. Một tụng đầu phân tích chung, quả chứng được trước kia chẳng phải là chân thực. Đắc đạo đắc quả, đạo là chứng trí, quả là vô vi. Hai tụng sau phân tích, quả chứng được ngày nay là thực, do nhân trước mà chứng được. Trong đó tụng đầu nói về ý nhờ trì giới mà được báo. Tụng sau do phạm hạnh viên mãn mà đắc đại quả, thầy đều hơn ngày xưa. Kinh văn: chúng tôi ngày hôm nay tới đáng lãnh thụ cúng giảng. Tán rằng đây là mục thứ ba, nay mới gọi là đắc quả dụng. Một tụng đầu được gọi là bậc thanh văn chân thực vì có tác dụng lợi tha. Một tụng rưỡi sau được khen là bậc chân A-la-hán vì thực sự là phúc điển. Tức là nói rõ trụ ở tiểu thừa. Tiểu thừa thì chẳng phải là bậc chân thanh văn, cũng chẳng phải là bậc chân A-la-hán. Kinh văn: ơn lớn của Thế Tôn tới ai mà có thể báo đáp được. Tán rằng trên đây là 73 tụng rưỡi tụng về văn trường hàng ở phía trước. Dưới đây là đoạn thứ 3 trong phẩm, có 13 tụng nói về ý đội ơn sâu của Phật, văn chia làm 2 phần. 6 tụng rưỡi đầu thuyết minh chung về ơn sâu khó báo. 6 tụng rưỡi sau thuyết minh riêng về các sự khó báo. Trong phần đầu lại chia làm 2. Một tụng rưỡi đầu tụng về ơn Phật từ bi sâu nặng cho nên khó báo. 5 tụng sau tụng về việc tiến hành cúng dường nhưng cũng chẳng thể báo đáp được. Đây là phần đầu. Thời gian thì lâu dài, cư xử thì rộng rãi, đạo hạnh thì viên mãn, bản tâm vẫn siêng năng trong việc giáo hóa chúng sinh, tự mình chịu khổ để làm lợi cho người, tình nghĩa sâu nặng như vậy thì làm sao mà báo đáp được? Ơn lớn như trời cao chính là ở chỗ này. Kinh văn: chân và tay cung cấp tới hết lòng mà cúng dường. Tán rằng dưới là năm tụng thuyết minh về việc cúng dường, trong đây chia làm hai. Hai tụng đầu, sáu loại nội tài chẳng thể báo đáp. Hai tụng cuối, bốn sự ngoại tài và việc dựng tháp cũng chẳng thể báo đáp. Đây là phần đầu. Kinh văn: lại đem dâng cỗ ngon tới cũng chẳng thể báo đáp.
tán rằng đây là nói về bốn sự ngoại tài, cũng chẳng thể báo đáp hai tụng về bốn sự, một tụng về kết luận. Kinh văn: chư Phật thực hiếm có tới tùy nghi mà thuyết cho. Tán rằng dưới là sáu tụng rưỡi thuyết minh về sự khó báo đáp. Ở trong đây chia làm ba phần, hai tụng rưỡi đầu thuyết minh chung về Phật có thể làm các việc thấp hèn, tùy nghi mà thuyết cho hạng phàm phu chấp tướng. Hai tụng sau, Phật có thể biết điều ưa muốn và khả năng thắng giải của chúng sinh để mà thuyết pháp cho họ. Hai tụng cuối thuyết minh về Phật có thể biết họ căn cơ đã chín hay chưa chín, rồi vì họ mà thuyết về tam thừa. Đây là phần đầu. Phật giấu kỹ thực đức của báo thân, hiện hiện quyền hình của hóa tướng, giấu kỹ tổng chỉ huyền vi của diệu lý, dương cao giáo hóa sơ sài của nghĩa thô, chẳng ở cõi tịnh độ mà ở phương uế tạp này theo đuổi hạng phàm phu. Đó há chẳng phải là sự khó sao? Kinh văn: chư Phật nơi các pháp tới mà thuyết pháp cho họ. Tán rằng đây là phần 2, nói về Phật biết được dục lạc thắng giải của chúng sinh để mà thuyết pháp cho họ. Chí lực nghĩa là thắng giải, chẳng tùy theo ý mình mà diễn giải rộng về các lẽ huyền vi, lại tùy theo tâm tình của người khác mà đề xướng phương tiện. Đó há chẳng phải là việc khó hay sao? Kinh văn: tùy theo các chúng sinh tới tùy nghi thuyết tam thừa. Tán rằng đây là phần 3, nói về Phật có khả năng biết rõ đệ tử căn cơ chín hay chưa chín mà thuyết cho họ về tam thừa, hoặc thô hoặc tế, hoặc thực hoặc quyền, quan sát căn cơ từ đầu đến cuối để mà tiến hành. Đó chẳng phải là ơn sâu khó báo ư?